Thưa quý vị và các bạn, thường ngày trong chính trị, sơ suất một đôi lần, chính trị gia có thể được người dân cảm thông. Nhưng nếu anh ta lặp đi lặp lại cùng một lỗi, thì không phải là sơ suất nữa, mà anh ta cố tình vì chính sách, vì chủ trương hay là vì toàn tính chính trị, bất chấp tai hại cho người dân, cho quốc gia, cho xã hội. Thậm chí anh ta có thể bị cho là người phản quốc, hoặc là anh ta bất tài, nói sai để rồi lần nào cũng phải sửa. Và dĩ nhiên, không phải người dân nào cũng nông cạn, cũng dễ bị lừa đến mức tiếp tục bỏ qua cho anh ta, có phải không? Bây giờ ngay cả trường hợp bi kịch xảy ra, người dân Hoa Kỳ vô tội mất mạng vì tội phạm, mà tội phạm là di dân bất hợp pháp do chính sách của người lãnh đạo đã thả vào Hoa Kỳ, nhưng lại không tỏ ra hối tiếc và tâm thành chia sẻ nỗi khổ đau mất người thân của công dân Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, vẫn bênh vực di dân bất hợp pháp, tội phạm giết người. Như vậy thì ông lãnh đạo ai? Đặc biệt là ông có cơ hội rất lớn ngay trên diễn đàn quốc gia và cả thế giới cùng dán mắt nghiêng tai vào đó. Đó là nơi khi đọc thông điệp liên bang mà phải chờ có đại diện quốc hội thách thức, đưa tên của công dân bị sát hại giả mang, đòi ông nhắc thì ông mới đọc. Nhưng rồi thì sao? Ông cũng đọc, nhưng là đọc lộn tên của nạn nhân. Như thế thì tâm của ông để đâu? Đối với cái đau khổ của người dân, ông có đồng cảm không? Thảm đến độ thay vì một lời chia buồn và trách tội kẻ sát nhân, thì ông quay lại hạch tội người dân Hoa Kỳ với những câu mà người dân khó có thể tha thứ. Sau đó thì ông bị cánh tả chỉ trích, thì ông tỏ ý hối lỗi đối với kẻ phạm tội tày trời và còn bênh vực rằng họ là người xây dựng đất nước, nhờ họ mà kinh tế Hoa Kỳ phát triển. Như thế có nghĩa là gì? Thưa quý vị và các bạn, trong lúc đọc diễn văn đến phần chỉ trích Đảng Cộng Hòa không thông qua dự luật mới để cho ông ký, một dân biểu Cộng Hòa, bà Marjorie Taylor Greene, đã thúc đẩy ông hãy đọc tên nạn nhân Lincoln Riley. Thì ông mới lấy một chiếc ghim có tên của cô Riley mà bà đã đưa cho ông trên đường vào sảnh đường. Ông Biden đã nói với nữ dân biểu, tôi biết cách nói tên của cô ấy mà. Ông Biden đã giơ chiếc ghim có tên của nạn nhân lên và nói, Lincoln, Lincoln Riley, một phụ nữ trẻ vô tội đã bị giết bởi một kẻ bất hợp pháp. Nhưng tiếc thay, không biết lòng của ông để đâu trong sự kiện quan trọng như thế. Ông lại đọc sai tên của cô ta từ Lincoln sang Lincoln. Và ông tạc lại một câu. Đúng rồi, nhưng có bao nhiêu nghìn người đã bị giết bởi những kẻ hợp pháp chứ? Một câu như thế khiến cho người dân có tim óc bình thường, không khỏi sững sờ hay phẫn nộ. Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand. Tại sao ông lại trách ngược dân Hoa Kỳ và đổ đồng với những cái chết trong cuộc sống hàng ngày bằng nhiều lý do và nó thuộc về xã hội Hoa Kỳ, trong khi kẻ tội phạm là người lạ từ nước ngoài vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp? Người dân hiểu rõ, nếu không được cho vào thì cô ta sẽ không mất mạng, có phải không, thưa quý vị và các bạn? Rồi ông ta đã không đính chính tên Lincoln Riley, và ông lại nói tiếp, đối với cha mẹ cô ấy, tôi nói rằng trái tim của tôi hướng về các bạn, bản thân tôi cũng từng mất con, tôi hiểu. Lại nữa, một câu có vô duyên không? Có lãnh cảm đến mức khiến người dân bình thường có tâm, có trí óc bình thường, có lòng trắc ẩn tự nhiên, có phản cảm hay không? Vì cái chết của con ông ta và cái chết của cô Lincoln hoàn toàn khác nhau. Chuyện của ông không thể xí xóa đổ đồng. Đó không phải là một câu có lòng tự nguyện chia sẻ nỗi đau, nỗi hận. Con ông chết là vì bệnh, còn đằng này con của người ta chết do một kẻ sát nhân bằng cách rất dã man, ghê rợn, đầy thú tính. Lẽ ra tội nhân Jose Antonio Ibarra không được vào Hoa Kỳ. Vào Hoa Kỳ do chính sách của ông đã khiến cô bé bị giết. Và nói đến dự luật mới mà các đại diện đã nói không cần, chỉ cần thi hành luật có sẵn như là Tổng thống Trump đã làm là đủ. Hãy thử nghĩ xem, kỳ trước chúng ta đã nghe trình bày dự luật hay đến nỗi nổi da gà. Đó là khi con số di dân bất hợp pháp lên đến 5.000 người mỗi ngày và liên tục đến 7 ngày như thế, thì Tổng thống mới có quyền ra sắc lệnh tuyên bố đóng cửa biên giới. Đây là dự luật cho Tổng thống đương nhiệm không lo gì cả, không ai được trách vì có luật hẳn hoài rồi. Và lại cấm Tổng thống Cộng Hòa sau này không được làm gì
nếu con số di dân bất hợp pháp chưa lên quá con số 4.999 người mỗi ngày liên tục trong 7 ngày. Và dự luật này sẽ giúp cho di dân bất hợp pháp cứ thoải mái mà đi vào có trật tự. Bây giờ trên thông điệp liên bang, ông Biden lý luận thế này để chỉ trích đảng Cộng Hòa không chấp thuận dự luật biên giới. Ông ta nói, hãy nhìn xem, nếu chúng ta thay đổi tình hình ở biên giới, mọi người trả cho những kẻ buôn lậu là 8.000 đô la để vượt biên, vì họ biết nếu vào được đất nước này, họ phải đợi từ 6 đến 8 năm trước khi có phiên điều trần. Nhưng nếu chỉ 6 tháng hay là 6 tuần, ý tưởng là rất khó có khả năng mọi người sẽ trả số tiền đó và đi theo con đường đó, vì biết rằng họ sẽ có thể bị đuổi ra ngoài nhanh chóng. Ôi trời! Có nghĩa là buông lỏng biên giới, gửi thông điệp mời gọi, khuyến khích di dân bất hợp pháp tràn vào. Cơ quan biên phòng chỉ chào, ghi tên và thả vào trong nước. Tất cả việc làm là bất hợp pháp, người vào cũng là bất hợp pháp. Qua lập luận đó thì ông đã thú nhận hai điều. Một là tạo cơ hội cho tổ chức buôn người kiếm 8.000 đô la mỗi người là chuyện có thật. Và hai là di dân bất hợp pháp đã nhiều quá phải chờ đến 6 hay là 8 năm cũng là chuyện có thật. Bây giờ khủng hoảng không thể nào kiềm chế nữa thì đòi thêm một bước là làm một cái luật đầu hàng khủng hoảng luôn. Tới luôn bác tài, tha luôn, chỉ cần vào Hoa Kỳ khoảng 6 tuần hay là 6 tháng thì được biết kết quả. Như vậy thì các tổ chức buôn người hết làm ăn được, bởi vì dễ quá cho nên người ta không có bỏ tiền ra. Ôi chào ơi! Nhưng thưa quý vị và các bạn, như thế có ngăn làn sóng di dân bất hợp pháp được không? Làm như thế thì tổ chức buôn người sập tiệm hay là tổ chức rước đông hơn, nhiều hơn, công khai hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn và lệ làng hơn. Có phải là mau mau lên, bây giờ Hoa Kỳ có luật nhận vào, chỉ trong vòng 6 tuần là xong mọi việc à? Đi bằng tàu xe, đàng hoàng, chứ không cần phải lén lút gì cả. Mau mau lên bà con khắp thế giới, ai muốn đi thì mau mau nộp tiền. Và giá thì càng ngày sẽ càng tăng, người càng ngày càng chen lấn bạo hơn, và tổ chức sẽ trở nên tàn bạo hơn, có phải không? Và sau khi ông ta lỡ lời nói bất hợp pháp trên thông điệp liên bang, thì bị người Marxist cánh tả đã chỉ trích, và ông đã tỏ ý xin lỗi họ. Jonathan Capehart của MSNBC đã phỏng vấn ông Biden và ông đã làm hài lòng phe cực tả của đảng Dân Chủ khi bày tỏ sự hối hận vì đã lỡ lời nói bất hợp pháp để chỉ anh Jose Antonio Ibarra, kẻ giết Riley, một sinh viên điều dưỡng ở Georgia. Ông ta nói, lẽ ra tôi không nên sử dụng bất hợp pháp, đó là không có giấy tờ. Và hãy nhìn xem, khi tôi nói về sự khác biệt giữa Trump và tôi, một trong những điều tôi nói ở biên giới là ông ấy, cách ông ấy nói về sâu bọ, cách ông nói về những người này làm ô nhiễm máu, tôi đã nói về những gì tôi sẽ không làm. Thưa quý vị và các bạn, thật ra Tổng thống Trump nói đến những kẻ bất hợp pháp phạm tội đã ra từ các nhà tù, từ các bệnh viện tâm thần ở các nước ngoài và tất cả ùn ùn kéo tới trộn vào đời sống của người dân Mỹ. Như vậy không phải là làm cho máu. Máu ở đây là sự sinh sống của một xã hội bị ô nhiễm. Phong thái của một xã hội bị ô nhiễm thì còn là gì? Và ông Biden đã tiếp tục. Tôi sẽ không đối xử thiếu tôn trọng với bất kỳ ai trong số những người này. Hãy nhìn xem, họ đã xây dựng đất nước, lý do nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Chúng ta phải kiểm soát biên giới và dòng chảy có trật tự hơn. Nhưng tôi không chia sẻ quan điểm của ông ấy chút nào. Và thưa quý vị và các bạn, đúng vậy, hai chính sách khác nhau như là âm dương. Một bên là thả di dân bất hợp pháp bất kể là như thế nào, bất kể từ đâu, khắp hoàn cầu, đi vào Hoa Kỳ. Không biết có còn bao nhiêu chục triệu nữa để có một xã hội chủ nghĩa sang bằng mọi mặt, kinh tế, trình độ văn hóa, lối sống xã hội cho toàn cầu. Một xã hội văn minh được kéo xuống cho bằng những xã hội lạc hậu. Hoa Kỳ có thể trở thành một nước ở trong thế giới thứ ba. Một bên thì là bảo vệ quốc gia, xã hội và đặt công dân của nước mình lên trên hết. Như thế thì làm sao có chuyện ai chia sẻ cho ai? Ông Biden đã nói tiếp rằng di dân bất hợp pháp xây dựng đất nước. Đó là lý do nền kinh tế phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ai xây dựng đất nước? Người dân Hoa Kỳ như chúng ta tuân thủ luật lệ, làm ăn và đóng thuế, bảo vệ quốc gia, có người đi lính, hy sinh cho đất nước này, hay là những người mà dân chủ thả vào? Và nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển là nhờ di dân bất hợp pháp hay sao? Điều này chỉ có kêu trời, có thật phải không? Ông ta nói, hãy nhìn xem họ đã xây dựng đất nước, lý do nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Chúng tôi phải kiểm soát biên giới và dòng chảy có trật tự hơn. Và dòng chảy có trật tự như ông nói, có phải chính là luật đầu hàng khủng hoảng? Cho vào trên 5.000 người mỗi ngày, 7 ngày liên tục như thế, thì Tổng thống mới có hành động.
hay không? Ông Capert hỏi tiếp, vậy ông có hối tiếc khi dùng từ đó hay không? Và ông Biden đã đáp, vâng. Thưa quý vị và các bạn, vậy mà các đài báo cánh tả và phó tư ký báo chí của ông Biden một hai nói rằng là ông Biden không có xin lỗi. Họ nói rằng, tôi muốn nói thật rõ về điều Tổng thống tuyệt đối đã không xin lỗi. Không có lời xin lỗi bất kỳ ở đâu trong cuộc nói chuyện đó. Thưa quý vị và các bạn, trước ba quân thiên hạ, thú nhận rằng mình hối tiếc về điều đã làm mà chính mình cảm thấy là đã xúc phạm người khác, thì có khác nào là mình có ý xin lỗi? Chỉ có khác là không nói từ xin lỗi, còn nội dung giống nhau mà thôi. Có phải không? Ai cũng hiểu điều đó. Lương qua lương lại, giỏi thật, nhưng có bạn như thế thì chắc chắn người thiệt thà không dám tin. Và thưa quý vị và các bạn, sau thông điệp liên bang của ông Biden, thì Tổng thống Trump đã khẳng định trong khi đi vận động ở Rome, Georgia mấy điều sau đây. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden là người bất tài, không đủ khả năng để làm Tổng thống. Ông cần phải bị sa thải. Tổng thống Trump cũng nói, ông Biden coi trọng di dân bất hợp pháp hơn là công dân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói rằng ông mở rộng vòng tay để chào đón, kêu gọi tất cả hãy đoàn kết, bất kể là bạn theo đảng phái nào. Bây giờ đã vỡ mộng với Biden, thì hãy vào đây cứ theo lẽ phải thông thường, cùng nhau cứu nước, không cần phải chính trị gì cả. Và đây là một đoạn video clip, xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Michael Wadley, chủ tịch đảng Cộng hòa tại North Carolina, được Tổng Trump tiến cử, đã đắc cử chức chủ tịch mới. Rồi cô Lara Trump là con dâu của Tổng thống Trump cũng đã đắc cử chức đồng chủ tịch. Thì bây giờ đảng Cộng hòa đang có những sự thay đổi rất là mạnh mẽ, và những sự thay đổi này đem lại niềm hy vọng cho mọi người về một cái bộ máy được tổ chức một cách chuyên nghiệp, tinh giản nhưng hiệu quả hơn rất nhiều so với thời của bà Rona. Bản tin cụ thể đến từ New York Post cho biết với nội dung như sau. Đảng Cộng hòa toàn quốc, như chúng ta gọi là RNC, đã sa thải hàng loạt nhân viên sau khi những người trong đội do Tổng thống Trump yểm trợ tiếp quản quyền lực. Bản tin nói rằng Đảng Cộng hòa toàn quốc đã ban hành một lệnh sa thải hàng loạt vào cái ngày đầu tiên mà đội ngũ lãnh đạo mới của họ nắm quyền, dưới cái hệ thống những lãnh đạo được lựa chọn cẩn thận bởi Tổng thống Trump. Mọi giám đốc chính trị ở cấp tiểu bang và cấp khu vực của RNC đều nhận được yêu cầu từ chức, nhưng họ có cái quyền lựa chọn được nộp đơn trở lại sau khi đã từ chức. Đó là một nguồn tin thân cận với Đảng Cộng hòa cho biết. Các nhân viên đã nhận được email thông báo về ngày cuối cùng họ làm việc, đó là ngày 31 tháng 3, giải thích rằng ông chủ tịch Michael Wadley đang đánh giá lại cơ cấu hoạt động. Hiện thì có thêm người đồng nghiệp mới hàng đầu của ông, đó chính là đồng chủ tịch cô Lara Trump, con dâu của Tổng thống Trump. Cái email được gửi cho những người mà nhân viên mà nhận được thông báo ngày cuối tháng 3 này là cái ngày cuối cùng đó. Họ cho biết là chủ tịch Wadley đang trong tiến trình đánh giá tổ chức và nhân viên để bảo đảm rằng là nhân sự hiện tại hay là nhân sự sắp tới đây sẽ phù hợp với tầm nhìn của ông về cách chúng ta giành chiến thắng trong tháng 11. Trong xuyên suốt việc này, một số nhân viên sẽ được yêu cầu từ chức và họ có thể nộp đơn xin việc trở lại ở một số những nhóm khác. Tức là họ không đóng cửa hoàn toàn, nhưng mà họ nói là ví dụ như cái đội marketing đi, đó bây giờ họ cho nghỉ, nhưng mà cái người nhân viên đó có quyền nộp đơn làm việc cho RNC lại, thì họ sẽ đánh giá coi cái nhân viên đó thích hợp cho vị trí nào hơn, bên mảng nào hơn, là họ sẽ làm được việc được tốt nhất, họ sẽ được đưa tới chỗ đó làm lại, chứ không phải là đuổi hết tất cả nha quý vị. Một nhân viên của RNC cho biết, tôi vừa thấy một người trưởng bộ phận với cặp tài liệu màu đỏ tạm biệt nhân viên và thu dọn đồ đạc rồi đi. Người này cũng cho biết là đội hoạt động chính trị và đội dữ liệu là hai phòng ban đó phải đối mặt với việc cắt giảm rất là sâu rộng. Tổng cộng đã có khoảng 60 nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau dự kiến sẽ bị sa thải. Đó là theo
Báo Politico, nơi đầu tiên đưa ra tin tức về chuyện sa thải hàng loạt ở RNC. Nguồn tin cho biết, đối với các giám đốc chính trị ở các khu vực và giám đốc chính trị ở cấp tiểu bang, điều đó thực sự thiếu chuyên nghiệp, vì rất nhiều chiến dịch và tổ chức chính trị đang trong cái chu kỳ bầu cử này và đã được bố trí nhân sự vào thời điểm này rồi. Không còn nhiều thời gian để có thể lấp đầy chỗ trống của những người đã nghỉ. Cũng rất bất công với những nhân viên có thể bị mắc kẹt trong hợp đồng họ thuê nhà, hoặc bây giờ họ không còn được cái bảo hiểm nữa. Nhiều người trong đó sống trong độ tuổi 20. Hành động này đánh dấu cái tính triệt để đầu tiên mà nhóm được Tổng thống Trump hậu thuẫn tiến hành tái cơ cấu RNC theo mong muốn của Tổng thống Trump, người hiện tại đã là ứng cử viên được cho là chính thức của đảng Cộng Hòa. Bà cựu chủ tịch Ronna McDaniel đã tuyên bố từ chức sau khi Tổng Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina, như Tổng thống Trump đã đề nghị bà ta như vậy. Bà Ronna đã nói trong bài phát biểu từ chức tại Houston rằng, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cho Tổng thống Trump cho chúng ta chiến thắng vào tháng 11. Và tôi yêu cầu tất cả các bạn, những người đã làm việc rất chăm chỉ trong mùa bầu cử sơ bộ này, hoặc ủng hộ một ứng cử viên khác, hãy đến đây và cùng tôi ủng hộ vị Tổng thống của chúng ta. Ông Wadley và cô Laura đã được nhất trí bầu lên nắm quyền tại cuộc họp mùa xuân của RNC ở Houston. Cả hai ứng cử viên đều được Tổng thống Trump ủng hộ và tranh cử cho các vị trí của họ mà không có đối thủ cạnh tranh. Các thành viên của RNC nói với New York Post rằng kết quả đã được biết từ trước và họ đồng ý rằng việc hỗ trợ một nhóm được Tổng thống hậu thuẫn sẽ dẫn tới một kết quả tốt nhất. Đội ngũ lãnh đạo nhấn mạnh rằng mỗi một đồng được chi ra thì sẽ phải hướng tới mục tiêu là giành chiến thắng trong tháng 11. Cô Lara Trump cũng lưu ý rằng quỹ của RNC có thể được sử dụng để trang trải cho các luật sư phí ngày càng tăng của bố chồng của cô, mặc dù Tổng Trump nói rằng ông không cần RNC phải hỗ trợ cho ông số tiền đó. Mà hiện tại thì, cái này là mấy cô xin được bổ sung, là RNC vẫn chưa phải chi bất kỳ một số tiền nào như vậy cho Tổng thống Trump cả. Họ chưa phải chi cái gì cả. Bởi vì Tổng Trump ông cũng đã nói là ông lo được, ông không có cần cái chuyện đó. Ha, còn quan trọng là bên phía đảng Cộng Hòa phải dùng cái tiền đó làm sao để có thể chi hợp lý để giúp cho Tổng thống Trump trên cái đường vận động tranh cử và những ứng cử viên khác để chúng ta giành chiến thắng ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Đó mới là cái điều tốt nhất. Và tập trung trong cái năm 2024 này, đó là liêm chánh bầu cử, thưa quý vị. Và cô Lara Trump cũng như RNC đã có một số hành động nữa rất là được hoan nghênh. Và Trần Mai cô cũng sẽ dành thời lượng đó để trong những thời lượng tiếp theo để chia sẻ cho quý vị những việc này. Và đó chính là những gì mà Trần Mai cô cũng được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Rất là vui mừng khi mà đảng Cộng Hòa đã có những sự thay đổi mạnh mẽ. Tại vì chúng ta nói gì thì nói vẫn rất là gấp rút trong thời gian. Chúng ta cần phải làm mạnh mẽ vào lúc này để làm gì? Vô guồng máy nhanh nhất có thể để nó chạy, để giúp cho Tổng thống Trump đạt được hiệu quả. Và cũng xin thưa với quý vị và các bạn, Tổng thống Trump nói nhanh quá, nhiều khi phụ đề chuyển ngữ chạy theo không kịp. Quý vị và các bạn có thể đọc lại ở vietnameseoutlook.blogspot.com của Vĩnh Tường. Hello Georgia, I'm thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Very well. With thousands of proud, hardworking American patriots, you are amazing. You built this country. You built this country. This has been a tremendous week for our movement. We won big on Super Tuesday. They call it Super Tuesday for a reason. We won big. And now we're just days away from officially clinching the Republican nomination for President of the United States of America. I want to thank the millions of incredible supporters whose hard work and devotion have led us to this incredible moment in history. You know, this is a movement the likes of which this country has never seen before. No
no movement even close. And to all Americans, whether you are a Republican, an independent, or a disillusioned Democrat, of which there are many, all you had to do is watch that horrible State of the Union. That was the worst president in history, making the worst State of the Union speech in history. But if you're a disillusioned Democrat, of which there are many today, I extend an open hand, an open invitation, and I ask you to join us on the noble quest of saving our country. Saving our country. Together we will turn the page forever on the miserable nightmare of the Biden presidency. What a presidency. What a president. The most incompetent president we've ever had. The worst president, the most incompetent, and the most corrupt. Other than that, I think he's doing actually quite a good job. And we will make America great again. Two nights ago, we all heard Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a state of the Union address. Wasn't it, didn't it bring us together? Emerson Operator, bring the country together. I'm gonna bring it together. No. He's a threat to democracy. I will tell you, he's a threat to democracy. Weaponized government, weaponized the FBI, weaponized the DOJ. He's a threat to democracy for other reasons also. Number one, he's grossly incompetent. Joe Biden gave the most divisive, partisan, radical, and extreme speech ever delivered by a president in that chamber, not even close. Rather than trying to bring our country together, he tried to cling to power by tearing our country apart. He's done nothing. You know what their whole thing is going to be? Go after Trump. Go after. We have no policy. We didn't do anything. Everything we did turned out so badly. Go after Trump. And we're ready for it. Are we ready? We're ready. Crooked Joe Biden talked about Ukraine before he talked about America. He talked about the size of a Snickers bar. You know, it's probably true about Snickers. They throw a little bit less in. I'd probably do the same thing if I owned that particular company. But can I be honest with you? Who the hell cares about that? That's not what the problem is. That's not what the problem is. That's not what you don't talk about Snickers. You talk about inflation, big league inflation, not that kind of stuff. You talk about the fact that we're no longer energy independent. We're going to be energy dominant. You talk about bigger things. We talk about the whole country as opposed to the kind of things he talked. He didn't, I think he took 41 minutes before he got to the border, and then he covered it almost not at all. The border is the biggest problem. I think it's one of the biggest problems, the greatest threat to the history of our country. So it took him 41 minutes, and then he announced a plan to send our brave U.S. military men and women into Gaza to resupply the terrorists of Hamas. You know what's going to happen. He wants to build billions and billions of dollars a pier, a nice pier, going way into what happened to the environmental impact statement. Last time I wanted to build a pier, they tie you up forever, right? There's no tying up. But here's the problem. The bad guys will take over that pier, and they'll take every ounce of food and everything else, and then they'll sell it to people that have no money and that it was intended for. We have the stupidest people in the history of our country running things. These are stupid people. I'd like to use a more sophisticated word, but you know, there are some words that just go, these are stupid people. Joe Biden should not be shouting angrily at America. America should be shouting angrily at Joe Biden. And we should be saying, Crooked Joe, you're fired. Get out of here. You're fired. You're incompetent. You're incompetent. Get out of here. You're destroying our nation. Get the hell out of here. You're destroying our country, Joe. He doesn't have a clue. He doesn't even know. He doesn't know he's destroying it. He has no clue. He has no clue. Like with the documents hoax. How about that? He's not
competent to stand trial, but he's allowed to be the president. Okay, figure that one. We don't think he should be standing trial because he's not competent. But as far as being president, that's okay, right? Figure that one out. I think we'll be taking that one on the campaign trail a little bit. Do you think, maybe? Only in America can this happen. With your vote, we are going to win the state of Georgia in an epic landslide. And by the way, I have to tell you that, you know, I've done it twice. We did great the first time, 2016. We did much better the second time, like not even close. And it was rigged. It was rigged. But there's never been the spirit that I've seen this time. 2016 was great. 2020 was better, the spirit. But this blows it away. We came in from the airport. We're 15 minutes away. The lines of people standing along the streets coming up to this building are incredible. Và thưa quý vị và các bạn, ở một đoạn khác, Tổng thống Trump cũng vạch trần những sai lầm tai hại vô cùng về chính sách của ông Biden đã dẫn đến cái chết bi thảm của cô nữ sinh viên điều dưỡng Laken Riley, 22 tuổi. Ông cũng mời gia đình và bạn bè của cô lên sân khấu để hàng triệu người cùng an ủi và chia sẻ đau khổ. Ông chỉ trích ông Biden đã nổi giận phi lý trong khi đọc thông điệp nhiều chia rẽ. Tổng thống Trump đã nói ông Joe Biden không nên giận dữ hét vào mặt nước Mỹ. Nước Mỹ lẽ ra nên hét lên và giận dữ đối với ông Biden. Tổng thống Trump nói rằng ông Biden lẽ ra phải xin lỗi vì đã xin lỗi kẻ giết người này. Và không giống như ông Biden, gọi người bất hợp pháp chỉ là người không có giấy tờ, người hàng xóm hay là người mới đến. Tổng thống Trump nói thẳng, có sao thì gọi vậy. Di dân bất hợp pháp là bất hợp pháp, tội phạm là tội phạm, và tất cả do chính sách của ông Biden. Ông gọi lãnh đạo ngu ngơ là ngu ngơ, không có khả năng là không có tài năng. Tổng thống hiện nay bất tài thì ông nói là bất tài. Tổng thống Trump cũng nói tất cả những vấn đề hiện nay không phải là vấn đề không thể giải quyết, mà vấn đề là tổng thống bất tài. Và ông cũng nêu lên những gì ông sẽ làm để cứu nước. Và đây là đoạn video clip thứ hai. Cũng vậy, Tổng thống Trump nói nhanh quá, nhiều khi phụ đề chuyển ngữ chạy theo không có kịp. Quý vị và các bạn có thể đọc lại ở vietnameseoutlookblogspot.com của Vĩnh Tường. Và đây, xin mời quý vị cùng các bạn. Every day Joe Biden is deliberately releasing gang members and military age men into our communities by the tens of thousands, knowing full well that his policies will cost countless innocent lives. I'm not sure he does know, if you want to know the truth, because I really don't. I don't think he's a good person. I don't think he's a nice guy. I think he's a corrupt individual, but I don't think, and it has nothing to do with age. I know people from 80 to 90. I know one man from 80, he was a loser all his life. When he turned 80, he made $1 billion doing something from 80 to 90. Amazing. And I know other people over 90. It's not an age thing. It's a competence thing. It's a competence thing. They got us up. They do the age thing. And they always have me as his age. I'm 4 years younger. So 4 years is a lot, but it doesn't matter. They do the age thing to try and get Trump. Let's get Trump. Always you. They never talk about his competence. He's grossly incompetent. Don't you understand that? The question is whether or not he's going to get to the starting gate. I can only hope. You know, I challenged him to a debate. And he said, his person, who's really a wonderful spokesman, his press secretary, how good is she? She actually didn't know what to say, but I do. And I challenge him right now. You know, he's at another part of your state where he's really said some bad things today. And we'll get into that. He said some really bad things. But one of the lives that was taken from us was a incredible 22-year-old nursing student right here in Georgia, Laken Riley, right? Look at the signs, wow. From the time she was in the first grade, Laken's dream was to spend her life caring for others. And I met her beautiful mother and family backstage, sister, friends, some of her friends, a roommate. They said she was like the best. She was always the best. They admit that she was the best. And she was the first in her class. She was going to be the best nurse. She was the best nursing student. She was always the best. She was
The brightest light in every room, they told me, and she was the whole world to her parents and to her sister, just to the whole family. Incredible. Then the unthinkable happened. 16 days ago, Lakin went out for a morning jog. She was in great shape. She wanted to keep herself that way. And she never came back, never came back. They knew something was wrong. An illegal alien criminal who Joe Biden intentionally released into our country has been, and because he's released tens of thousands of people like this, tens of thousands, because you know they come from jails and they come from mental institutions. He released them into our country. Biden has implemented a formal policy that illegal aliens who intrude into the United States are granted immunity from deportation. Thus, when this monster showed up at our border, he was set free immediately under the program that Crooked Joe created. I call it free to kill. It's free to kill. On Thursday night, Joe Biden was confronted over this cruel policy. And what did Crooked Joe reply? And Marjorie, I have to say, you were very brave in trying to bring up a point. Very brave. Very brave. That takes courage. It's not easy to do, stand up and do that. That's not easy to do, Marjorie. We understand that. He got Lakin's name wrong, calling her Lincoln. No. Mixing her up with the football coach, right? He got the name wrong, Lincoln. And when he asked, what about all the legal citizens who kill people? That's what he said. What about all the legal citizens? When he was asked, what about all the legal? In other words, making excuses. Then just moments ago, I don't know if you heard because you've all been waiting online for 2 days. But just moments ago, this was just before coming up, they just told me prior to what I'm doing right now that Joe Biden went on television and apologized for calling Lakin's murderer an illegal. He didn't want to call him illegal. He's apologizing. He said he should have called him an undocumented, not an illegal, and he wanted to apologize. He wanted to apologize, and, well, they have a new name, too. They have a new name that's even worse. They have a new name. You know what the new name is? Neighbor. They want to call him Neighbor. They want to call him another name. Did you ever hear the other one? Newcomer. A newcomer to our country. Are we going crazy or what? Is this country going crazy? How about that one? Newcomer. The newcomer. No, he was illegal. And I say he was an illegal alien. He was an illegal immigrant. He was an illegal migrant. And he shouldn't have been in our country. And he never would have been under the Trump policy. And Biden should be apologizing for apologizing to this killer. Joe Biden, and you understand what's happening here. Joe Biden has no remorse. He's got no regret. He's got no empathy, no compassion. And worst of all, he has no intention of stopping the deadly invasion that stole precious Lakin's beautiful American life. We are profoundly honored to be joined today by the family and loved ones of Lakin and some of her great friends. I met them. They're so incredible. The whole group is incredible. To Lakin's parents, John and Allison, and her sister, Lauren, her roommate, Connolly, and to all of those who loved Lakin, the hearts of hundreds of thousands and indeed millions and millions of Americans and people worldwide, they're shattered alongside of your beautiful hearts. We share your grief. We share your grief. Thank you, darling. Thank you. Thank you very much. We appreciate it. I know how tough it is. It's so tough.
We vow to keep Lincoln's memory alive for as long as we are here on this earth, and we take comfort that she is now home with God in heaven. And I want to thank you, and thank you for being here. Incredible. I know how tough it is. Incredible. What Joe Biden has done on our border is a crime against humanity and the people of this nation for which he will never be forgiven. That's a very hard thing. We're going to fix it. We're going to fix it fast. We're going to have the largest deportation in history. But what a tremendous shame that this could have happened in our country. What a shame. Lincoln Riley would be alive today if Joe Biden had not willfully and maliciously eviscerated the borders of the United States and set loose thousands and thousands of dangerous criminals into our country. To her family tonight, I promise you, I will demand justice for Lincoln. Justice for Lincoln. Thank you. Thank you. Thank you very much. Incredible. I will fight like no one has ever fought before to ensure that what happened to this American daughter, this incredible, incredible American, that this never happens to any other daughter or anyone else ever again. We will do everything we can that it doesn't happen again. And you know it will, because unfortunately we have so many people allowed into our country that shouldn't be, but we're going to get it down to a trickle. We're not going to let this go on. Our country is being destroyed by an incompetent president. And we're not gonna let this happen. I mean, the good thing about his speech, if you want to call his rant the other night, he probably did well enough that he's not going to be replaced on the ballot, because they were talking about replacing him. And I said, you know, he got through it barely, but he got through it. I think he's possibly going to make it. Nobody thought he was. I sort of didn't think. I guess maybe I still don't think. I mean, when that's the best that a party can do, we're in big trouble. And you know, they always talk about, it's so interesting. I watch these criminals back there, the press. Look at them, look at how many of them. That's a lot of people. That's a lot of people. Wow.